Đây được cô Lệ Trần giao duyên với Phật đèn với trái cây với nhang nhà Lệ Thanh đem đến để cúng Phật cũng như là cúng củ quyền. Là gì vậy? Tức là vợ đó vuốt lên đầu hả? Dạ. Con chi cho mạnh khỏe hả? Dạ. Niệm Phật đâu niệm Phật đây niệm sao? Tây Phương. Rồi để em ngay. A Di Đà Phật. Sao nữa? Nhất trạng hữu thiên, hữu quá cùng nên mùng thiệu. A Mốt, cũng từ nào phổ dài. Luôn hả? Ok. Nữa không? Dạ nữa không? Nữa không? Dạ nữa. Nữa hả? Mà chưa biết còn từng lẽ không rồi nữa nè. Xin chào quý bà con và khán giả đang theo dõi kênh YouTube An Giang Thanh. Hôm nay mình có trở lại chùa Châu Khánh đó khán giả. Thì hôm nay là Mạnh Thường Quân, đó là cô Lệ Trần cũng gửi chút ít tiền nhờ Lê Thanh mua trái cây nè, thầy nhang rồi đèn. Cho nên hôm nay Lê Thanh trở lại chùa Châu Khánh để quay một đoạn video. Thì được biết chùa Châu Khánh đang xây dựng cũng được, cũng mong là bà con có tấm lòng hảo tâm đó trợ duyên đến chùa để vui duyên với Phật. Thì hôm nay Lê Thanh cũng mua trái cây với nhang đèn đến chùa để cúng cho giùm cô Lệ Trần. Thì sắp tiếp ngút cho đi Nhi, nó hay đó đó, trái cây nhang đèn đó. Mãi không mất. Rồi cầm tứ tái nha, đi nha. Đây. Rồi mình đi nha. Ai cũng ngốc quá trời á. Bữa nay qua đây làm gì Nhi? Ý làm tiếp về làm gì? Sư phụ. Mà làm gì cho sư phụ? Dạ. Nấu cơm mới về. Dạ, nấu cơm. Biết nấu không trời. Đây chùa đang xây dựng nha khán giả. Quá bụi phải không? Thì đang xây dựng như khán giả đây trống lỏng rồi nè. Thì cái kia là máy bếp. Ôi quá bụi hả sư con. Nay sư phụ đi đâu rồi con? Đi đám trên nhà chị thầy. Đi đám rồi. Trời đám sao đâu, cũng đỡ đi quay chút xíu à. Điện nào sư phụ mới về? Mai mới về. Đây một trái cây lại đây nè. Đây chỗ này đi con. Muốn làm từ từ lại gai vậy hả con? Để anh bàn đi con. Ý giỏi lắm nha. Ý sớm giờ làm được gì ai? Khen giỏi cái đi kênh con nữa kìa. Khen giỏi cái đi kênh vậy. Thì cái ấy thì cũng bệnh đó khán giả. Bây giờ hôm nay được cô Lệ Trần giao duyên với Phật đèn với trái cây với nhang nhà Lệ Thanh đem đến để cúng Phật cũng như là cúng củ quyền. Thì hôm nay sư phụ đi một chuyện nè. Tại vì cô Lệ Trần có gửi 2 triệu đó, rồi mua cái này cũng vài trăm để anh coi như còn dư lại để gửi cho cô. Dạ. Thì nhang thì 100.000, còn trái cây 300, với cái kia là 220 nữa là tổng cộng là 620 thì còn lại 1.380.000. Đó, thì Lê Thanh sẽ gửi cho cô hôm nay sư phụ đi rồi. Đây là tấm gầm của cô Lệ Trần, trước đây cũng có giao duyên với chùa nhiều lần rồi. Hôm nay cũng Lê Thanh đạo lại. Để cái này đi con, cái gì nói chuyện. Để ghi chiêu sổ. Dạ. Dạ, như là ghi cổ là cúng 2 triệu ha. Dạ. Cũng như phần bông hoa, như phần trái cây với nhang đều là chú mua là chung trong. Chung luôn, cô nhà mua còn dư lại gửi đến. Dạ, cũng như là mua lễ vật được chung hết. Dạ. Dạ, vậy ghi tên cổ. Cô Lệ Trần. Cô Lệ Trần.
Cũng nhiều. 2 triệu đó. 2 triệu. À, vậy là dư lại 1.400.000 chứ 1.400.000 mấy ta, 1.380.000. Đây nhận đi không sao đâu nè, có ghi đây với có ghi phim nè. Dạ. Dạ. Nhận để đưa lại cho thầy. Dạ. Dạ. Bộ Phật thầy ơi, chú Lê Thanh nói cô Lệ Trần cúng 2 triệu mà chú mua trái cây với nhang đèn cộng chung là 2 triệu. Cũng như là còn như 1 triệu mấy. 1.380.000. Cũng như là chú mua nhang đèn trái cây là dư lại còn 1.380.000. Phải không? Dạ. 380.000. Dạ. Chú đưa lại cho thầy đó. Coi như là mua cộng chung luôn là 2 triệu. Điện không được. Dạ. Chào. Cái nào cho rõ ràng để không thôi không có mặt thầy tôi ngại lắm. Dạ nè cô, đây tiền đây. Dạ. Là mình tức là làm tới chủ nhật là ngưng hả cô? Dạ, cũng như là mình làm cuối tuần là ngưng, cũng như ngay ngày chủ nhật thì thợ nghỉ. Dạ. Thợ nghỉ ngơi đó. Cũng làm từ từ ha. Dạ. Nào dỡ mấy này ra xong rồi mới xây dựng lên hả cô? Thì làm từ từ đó. Chờ mấy ổng định vị rồi mới dỡ hết luôn. Dỡ là dỡ bên đây luôn ha? Dỡ bên kia. Tại vì bên kia là làm trước. Dạ. Cũng như thầy làm từ từ đó, chứ không phải làm một lượt. Như mình có khả năng nhiêu làm nhiêu. Làm từ đoạn. Dạ. Để Lê Thanh quay vòng vòng đoạn nha. Rồi chào sư cô nha. Để cảm tạ cô. Dạ. Mô Phật chúc cô Lệ Trần sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, an khang thịnh vượng. Dạ, cảm ơn sư cô nhiều. Đi dắt dắt chú ông Út đi chơi coi. Có gì vui không? Dạ không. Không hả? Dạ. Ê. Hả? Cái gì? Tổng tiêu rồi. Ai? Nhớ lại ơi. Cô Lẩm hả? Cô Lẩm hả? Cô Lẩm nhà không có chở. Vậy hả? Dắt Ngút qua bếp coi cái này làm gì? Cái này con làm gì bánh? Dạ đi, từ này đi. Đi này nè. Không, đi đó đâu. Đá đâu nè, đi được. Trời ơi. Bự con mà sợ đá. Này vô bếp làm gì? Mặn đậu ăn cơm. Hả? Mặn đậu cho ông thả ăn. Biết nấu không trời? Tôi chung nấu đó. Ai nấu? Con dạ, con chung. Con nấu hay là ai nấu? Dạ, con chỉ cho chú chung nè. Đó kìa, ai nấu kìa. Đó, chú Thành tôi quay cho con. Trời ơi, vậy mà ý nó tự nấu. Đâu nghĩ mà nấu món gì đâu. Cái này nè. Gì đó hả? Dạ. Nấu món gì? Nấu không hả? Phải không nghe? Ý giỏi vậy ta. Ý biết dĩa chén không? Biết. Biết. Dĩa chén hay đập chén? À, dĩa chén hay đập chén? Biết giữa không? Dĩa chén không? Biết. Dạ. Để cả chú Tì chú Thành này. Đấy không? Có đi vô kinh ba. Là anh Tư Hẳn. Bà con anh hả? Dạ, nhà kế cặp bên luôn á. Dạ, mấy trên đó. Cầm vô. Dạ. Đi đâu ấy? Nó dắt chú vô bếp ăn cơm kỳ vậy, không dắt đi nữa rồi. Tại vì em nó bị khờ đó khán giả. Nên nó thích nói gì nói à. Đó, thì hôm nay ở đây đổ ra đây để quay một đoạn cho khán giả xem. Nó tính dắt chú vô bếp ăn cơm mà sao đổ ra nữa rồi. Ý kìa, dắt con Út vô bếp ăn cơm mà. Để trên nha. Dạ. Dạ đó rồi đó. Mấy ông. Dạ.
Rồi cháu chưa vô chỗ này ha. Rồi. Yeah. Múc đi ăn cơm, đi dắt đi vòng vòng nhé. Cho không? Cho múc ăn cơm không? Ăn. Con Nhị đây làm lặt vặt cũng được, đi đổ gác đồ này kia được, đi giặt. Mạnh mà. Thôi dắt Út đi tham quan ai. Đi ra ngoài đây nè. Dạ. Rồi dắt Út đi tham quan nha. Ừ. Nửa giờ con chắc Út đi. Rồi Út cho tiền lẻ nha. Dạ. Bố vừa bên này chơi chùa đó, bố kêu mạnh thường quân ủng hộ giùm cho thầy con. Biết nói không, nói thử coi. Đâu nói thử câu coi. Thường quân cho thầy chùa. Thường quân ơi, chùa thay chùa, chùa lại đó. Dạ. Rồi biết nói không ấy. Biết nói không? Không biết. Nói gì vậy? Mới chỉ gì không? Rồi sao trời. Mày nhớ của tôi. Hôm qua cũng thế. Tao đã nói làm sao kìa. Cô chị mới dạy nói làm sao. Dạy hả thầy Phương. Nói làm sao. Hôm qua ngay cái chùa. Mà không có tiền. Nói chung tiền. Cô không có tiền. Đây. Mấy cô chú Mạnh Thường Quân lôi kéo ủng hộ chùa giùm. Giúp đỡ, trợ duyên, phát tâm. Cái này thợ làm không? Ý đâu làm phải không? Dạ, cái này là mấy chú làm mấy cái hết. Mấy chú làm không hả? Chứ con không làm sao? Dạ. Vậy? Má này giờ chú Thanh cho tôi mà. Ai bắt trời? Không có chửi. Không có những lời nha. Vô duyên quá à. Thôi đừng có hỏng. Giỡn, mấy chú giỡn. Tôi cho có phim mà. Có phim. Chú Thanh của con bắt gì hả? Ừ. Rồi dắt chú Thanh đâu, đi tham quan gì đâu, đi coi gì đâu. Đâu chỉ gì đâu. Này, chị... Đẹp quá đó. Cái gì đẹp đâu? Này nè. Này săn này hả? Dạ. Săn này ai làm hả? Ông Thợ. Ông Thợ làm hả? Dạ. Con có làm không? Dạ không. Thường thường có lại Phật mẹ quan âm không? Dạ có. Có hả? Dạ. Lại con gái như sao? Mẹ mày cho con trúng số. Trời ơi. Nói gì đó. Mẹ quan âm cho con trúng số rồi, con có trúng chưa? Đã chưa. Chưa trúng nữa hả? Dạ. Thôi giá như sao đâu, chị cũng muốn lại giái rồi. Lại giá như sao đâu. Con gái mẹ xin mẹ quan âm trúng số. Đâu đâu, lại đây nè. Mấy anh kia, mấy anh trước. Đâu cũng giá như sao đâu. Đây à. Rồi đây. Vô chỗ đó đàng hoàng. Ừ. À, bỏ giấy ngoài nha. Dạ. Thật là ý này dạ dạ đâu. Mẹ ơi, cho con sớm. Thôi, sắp tay lạ thành tâm đàng hoàng. Rồi, nói đây. Mẹ ơi, cho con sớm. Cho cả đồ nữa à. Cái gì vậy? Tức là vợ đó vuốt lên đầu hả? Dạ. Con chia cho mạnh khỏe hả? Dạ. Ngày nào cũng qua đây chơi. Dạ. Bởi qua lúc nào cũng gặp ý đây chứ. Ở đây sao? Ở đây sao mà qua đây hoài ạ? À? Trời ơi, bạn tiếp cô ok, cho cũng phải cơm. Bạn tiếp cô hả? À? Dạ. Ăn nhiều không? Dạ, nhiều. Nhiều hả? Biết hát không? Hát tặng tặng Út một bài kìa. Dạ, không biết. Không niệm Phật thôi à. Niệm Phật, đâu niệm Phật, niệm sao? Tây Vương. Rồi, để em coi. A Di Đà Phật. Sao nữa? Nói chạy không điên, khổ quá rồi nên mình hiểu. Ê Út, không được chừng nào phụ về. Cái gì? Ai chạy phụ về à? Đi theo mình gì luôn. Ý có tiền không cho Út tiền xài coi. Không hết. Có không? Không. Đâu còn túi tiền nào bữa đó thấy móc ra nhiều quá, bữa nay còn không? Thì em được nhiều. Nên thầy là cũng trang ta. Rồi được nhiều ai trong Út qua trong Út mượn tiền đổ xăng coi. Nè thầy là cũng trang cho con. Là nhiêu tiền, nhiêu tiền. Này à, 20, này à, diện rẻ thôi, cũng trang cho hết luôn. Ủa cái này có 10.000 à. Dạ. Tấm này là 10.000, màu này là 10.000 đúng không? Dạ. Cái này con ăn sáng. Ăn sáng nữa hả? Dạ. Cho ông Út được không? Dạ không. Sao vậy? À con ăn Út rồi.
Biết mấy ngàn không? Dạ, 10 ngàn. 5 ngàn. 5 ngàn. Biết mấy ngàn không? Dạ, 5 ngàn. 2 ngàn. 2 ngàn. Ý nó phải tiền lẻ lắm nha, cho tiền chẳng không biết luôn. Để em Út coi còn tiền lẻ không cho nữa nha. Cho đỡ nặng túi rồi. Thầy quá trời luôn hả? Ok. Ok. Nữa không? Dạ không? Nữa không? Dạ nữa. Nữa hả? Mà chưa biết còn tiền lẻ không rồi nữa nè. Ê, anh dạ hả? Chào hả? Thì dành trong túi con bánh nha. Dạ. Biết nhiêu không? Dạ. Mấy? 20. Nãy dặn rồi, tờ đó là 10 ngàn. Dạ trời. Cái tờ đó, tờ xanh mới 20, tờ nó hơi vàng dạ. Vàng là 10 ngàn biết không? Tập dạ. Từ từ nha. Dạ. Đâu, tập lại coi. Nếu là tâm... Này. Mà này là 10 ngàn. Dạ. Cái này là 1 ngàn, biết số không? Dạ, là biết số nè. Số này số mấy? Dạ. Thôi lại coi. Số mấy? Số mấy à? Số 7. 7 đâu, số 1. Số 1. 1 là mấy ngàn? 2 ngàn. Nè, này là số 1 nè. Số đó là số 2. Dạ. Là không biết số gì hết trơn luôn rồi. Biết ăn bánh không? Biết mua bánh ăn thối tiền lại không? Biết. Thiệt không? Dạ. Dạ. Mẹ cho coi thứ hai, coi cái tay của con. Ồ, đừng lấy ra. Đừng lấy tay ra. Tay bị đau hả? Dạ. Tay muốn cũng bị nữa nè. Đứt tay hả? Dạ. Làm gì đứt tay? Bà lại em sắp đi vào á. Một ngày qua đây mấy lần ý? Ba lần thôi hả? Thì ăn cơm ở đây á, tối dạ. Về nhà ngủ. Dạ. Ở đây làm tiếp sư phụ. Dạ. Ở đây mát mẻ nè. Thôi anh chào khán giả đi ơi. Nè chào khán giả nè. Dạ chào khán giả. Khán giả chúc khán giả làm sao? Dạ năm mới. Làm sao nữa? À, dạ sức khỏe. À còn gì nữa không? Dạ hết ạ. Trời. Thôi chào ý nha. Dạ. Chúc con vui vẻ nha. Dạ. Rồi để anh chào khán giả, hẹn khán giả những video tiếp theo ạ. À.